Mời đàn trai. Vào. Rồi, mời em trai ngồi. Và bây giờ xin mời đàn gái xuất hiện. Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt lên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình, nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời đàn trai. Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quyền Linh, chị Lâm Thư và chào bạn ngồi kế bên. Con xin sự giới thiệu, con tên là Trần Đình Huy. Năm nay 26 tuổi, hiện tại đang công tác tại Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ. Tức là công tác tại Vũng Tàu. Vâng, quê quán con ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên và Vũng Tàu công tác. Con có thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì? Dạ, nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu. Rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Hay quá. Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ. Sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị. Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ. Tại chị cũng ở Vũng Tàu. Ôi dạ chị. Rồi. Hai người ở gần nhau không? Hỏi thế xem có ở gần không? Đúng rồi. Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em? Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh. Ồ, quá gần. Thấy chưa? Ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau. Đến hai mươi mấy tuổi mới gặp nhau đây. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của con thì rất là thân thiện, vui vẻ và rất là biết kính trên nhường dưới. Cái đó là ưu điểm hả? Đó là ưu điểm. Em còn nấu ăn ngon đó chị. Ưu điểm. Rồi còn khuyết điểm nè. Dạ, khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu. Ví dụ? Cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu, nên là em sẽ nói ra. Cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không? Dạ. Rồi. Vậy khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha. Dạ. Đồng chí thiếu úy. Dạ, báo cáo với chú là điểm mạnh của con thì tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh. Con cũng biết nấu ăn, thì cũng nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn bên cạnh những cái điểm mạnh, có khuyết điểm là con thì cũng ít nói. Nhất là khi giao tiếp với các bạn nữ, được vài câu là con hết lời. Dạ. Còn đôi khi thì cũng tí hay quên chứ. Dạ. Hay quên. Vâng. Thì mình có mấy mối tình rồi? Dạ, thưa chú là con đã qua trải qua hai mối tình rồi. Nhúc nhát hai mối tình rồi ha. Thì mối tình đầu của con là thời sinh viên cũng cấp 3, gọi là yêu thầm đấy. Tức là yêu đơn phương đó. Dạ, đúng rồi ạ. Yêu đơn phương mấy năm? Dạ, cũng đơn phương được 2 năm. Rồi sao không dám nói? Chắc là tại ngày xưa mình trẻ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ, mối tình ở thứ hai con là cũng được nửa năm, thì cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi. Lý do tại sao? Dạ, khi trong quá trình quen biết ý, thì con cũng đi, thời gian con đi học một năm, thế là hai người không liên lạc với nhau nữa. Hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha, chưa có sâu sắc lắm. Vâng. Rồi lý lịch đàn gái sao nè? Dạ, con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai hết chú ơi. Con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai á. Sao vậy con? Vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai, em có thích không Vân Anh? Dạ có, em có mối tình con cào cào năm cấp 3. Thích qua thích lại vậy thôi hả? Hay sao? Hay là một mình em thích? Dạ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ. Bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa. Đúng hả? Đúng rồi, nó sơ sơ nhưng mà xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng. Nói chuyện giọng nói ấm áp, có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao? Hay là tại mình hơi kén? Dạ, tại chưa tìm được người phù hợp với chị nên mới lên đây nhờ chương trình. Vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào? Dạ, người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên 1m7. Wow. Không hói. Không hói. Không hô. Không hô. Dạ, mọi rồi. Thứ đều ổn với chị. Không hói, không hô, mọi thứ đều ổn. Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi. Dạ. Chào. Em chào chú Quyền Linh. Tại sao lại không hói, không hô? Dạ. Biết đâu người đó yêu mình rồi sao?
người thương thật tình, người ta chăm sóc cho mình, người ta lỡ hối con chút xíu rồi sao? Dạ thôi vậy cũng được chú. Ừ vậy cũng được chứ đúng không? Rồi bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam á, thì cái tính kỷ luật rất là cao, con có chịu được không? Dạ con chịu được ạ chú. Thí dụ như cái ngày mà đám cưới, vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền. Dạ không sao ạ, tại tổ quốc cần mà chú. Trời ơi, mình hay phải dữ hy sinh chứ. Hay quá. Tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha. Được à, con cháu gì quá tốt luôn á. Con nghe con thấy chịu rồi không? Chịu đúng không? Nghe chịu liền. À, vậy được đó, mình là gái dễ thương lắm. Dạ. Qua coi đàn trai tôi nè, trời cũng đẹp trai, cũng sói ca lắm à. Để chị, trong giờ hết là chị nha chị. Ừ, để chị. Được chị không? Ê. Oppa. Trời ơi, nhìn cặp mắt là thấy oppa rồi. Tưởng Hàn Quốc. Chị mà gọi oppa là em hiểu ha, mắt một dạ. Mí. Oppa, mặt dễ thương quá. Bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì? Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Mẫu người yêu lý tưởng của em thì tính cách là hiền lành, thích một người phụ nữ là truyền thống và có pha một chút là hiện đại tí ạ. Ừ, còn về cái hình mẫu bên ngoài thì như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m55 mà được. Ừ. Dáng người thì cân đối, không béo quá cũng không gầy quá. Dạ. Thì thôi. Vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ? Điều không thích nhất là nói nhiều, nói lăng nhăng, không vào mục đích. Thứ hai là không trung tình. Phải trung tình. À. Thì em sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái nam lại trung tình với em. Rồi, thưa hiểu. À, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và dì của em. À, mẹ và dì. Dạ, chào cô. Cô chào cô ạ. Trời ơi. Dạ, ngoài có người ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Chào quý vị khán giả, chào nhà trai. Tôi là mẹ của cháu Vân Anh. Thì tính cách của cháu Vân Anh cũng là rất là mạnh mẽ. Cháu là một người con cô hiếu. Cô thấy đàn trai sao? Cháu bên này thì thấy cũng được, thì nhìn cũng hiền lành. Thì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Cũng cho các cháu cơ hội thì sau tìm hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn nhà gái mình. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay đi thì có thủ trưởng lữ đoàn và các đồng chí ở trong công tác tại tàu cũng như rồi. Cháu ạ. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư. Dạ. Xin chào gia đình của bạn Vân Anh. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh em chúng tôi là cán bộ nhân viên của Lữ đoàn 171 vùng 2 quân chủng Hải quân đi đến để cổ vũ cho em Trần Đình Huy. Đình Huy cũng rất là hiền lành, tính cách vui vẻ và năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi. Tuy nhiên đứng trước chị em thì cũng còn hơi rụt rè và cũng chưa được kiên trì lắm. Về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu. Chúc hai em thành công. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Anh chào em ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì có chú gấu bộ đội. Anh đã gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu này thì mong em nhận. Những lúc nào mà nhớ đến anh thì anh nhìn nó. Dạ, và anh tặng em cây viết. Thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết nên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Em cũng có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp. Cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi chông gai thử thách. Bức thư này em mới viết từ tối hôm qua. Tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh. Cảm ơn. Mình mở thư mình đọc luôn. Xin phép mời chú một người xin phép đọc lá thư này không? Ngày gặp nhau đang đến gần, em thật sự rất lo lắng. Em có một chút tò mò, một chút hy vọng để xem người bên kia là ai. Anh có tò mò rằng em là ai không? Nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào, em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra. Ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác, đó là chính hạnh phúc. Xin hết ạ.
người ta thức đêm người ta viết. Dạ. Mình cảm nhận thế nào? Thì thật sự là rất là xúc động. Cảm ơn em viết thư rất là hay. Thì dạ, anh gửi em ở Vũng Tàu. Em hiện giờ đang đi học, thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn, nhiều hơn? Dạ, thời gian của em khá là linh động. Quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ? Thời gian rảnh của anh thì thường là buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật. Mà anh có thường có thời gian rảnh, anh sẽ đến với em. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu là xuất phát từ hai người, thì dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ cho nhau những ngọt bùi để cùng nhau vượt qua, đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng. Còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ, đặc biệt là tin tưởng nhau. Nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi. Dạ, cháu hiện tại đang công tác ở Vũng Tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong Vũng Tàu luôn. Ở Vũng Tàu anh ở với ai ạ? Ở Vũng Tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi, còn đâu bố mẹ anh là ở quê, anh ở mình anh ở trong này. Rồi mình tính tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Dạ, nếu mà nhanh thì chắc đợi em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ. Còn em nghĩ sao Vân Anh? Dạ, em nghĩ là thời gian nó không phải là vấn đề, quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó? Dạ, khi tình yêu đủ chín muồi và hai người quyết định hôn nhân thì nó sẽ chăm chút cho gia đình của mình càng ngày càng triển êm ấm hơn. Được không con? Dạ được chú. Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên, gia đình hạnh phúc xứng điên cạo người mà chú. Trời ơi, hay quá. Quá là hay luôn. Rồi hát tặng bạn gái một bài đi. Đúng Quy. Rồi. Dạ cũng không hát hay cho lắm. Và thì hôm nay chương trình thì chúng hát một đoạn của bài Người đến từ Triều Châu. Nhìn trông xa ai còn vấn vương sông hồ, mà lời đấy bồng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp nữa hồng, và ở nơi đây có môi duyên lòng. Cùng người đấy anh đang chờ em xây mộng kết tờ. Ngày anh đến âm nài mùa đông xa lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn như buồn, chung mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trao vườn xuân. Xin hết ạ. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Bạn gái hát tiếp. Tới Vân Anh nè. Dạ. Em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài Một Nhà. Nắm tay nhìn Huy mà hát. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó. Bài hát hết sức ý nghĩa, dễ thương. Về vị trí đi, Huy. Tối anh có về Vũng Tàu không ạ? Xe anh còn chỗ không cho em về nữa. Trời ơi, hay quá. Dạ luôn, anh muốn mời em và gia đình đi cùng xe về Vũng Tàu cùng với anh. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha. Từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi, các bạn đã nói chuyện với nhau. Chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau. Còn bây giờ, bắt đầu thực hiện bấm nút nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Đầu tiên là con xin cô và mọi người, thì chương trình này thì con muốn thể hiện một chút tình cảm của mình ở trên đây cho anh em mọi người xem. Ủa, nãy khai ngát gái lắm, bây giờ lên anh Quyền Linh chưa kịp nhắc thủ tục chương trình à? Không rồi, ê cha, coi chương trình rành quá. Đúng là nhất cự ly nhì tốc độ mà. Hai đứa rất là hợp với nhau. Giữ chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đây để xem phim, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha.
Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nhé. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nào hãy nắm chặt tay nhau, đừng rời xa nhau. Chúc bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn ạ. Cảm ơn các bạn.